Hello. Mà bây giờ là 12 giờ 14 phút đêm ngày 18 tháng 5 2023. Vừa mới xong việc. Bây giờ mọi người cũng biết là mình khá là bận, đi làm hành chính này, rồi về cơm nước gia đình một chút, chạy ra cửa hàng, rồi lại về buổi tối làm một số cái đơn khách đặt đấy, các bạn đặt nên là bận lắm, không có thời gian ra nhiều video đợt này, cũng khá là xin lỗi anh em. Hôm nay thì nhân cái dịp là chắc là tí nữa đợi xem trận bán kết C1 lượt về của Man City với cả Real thì thôi, tranh thủ chúng ta làm clip. Cũng một cái chủ đề khá là hay. Nó là một cái chủ đề mình sẽ nói sâu hơn. Cái chủ đề này thì mình nói trong các cái video trước là có rồi. Thì hôm nay có một một bạn inbox hỏi mình một số vấn đề về loot switch, xử lý switch. Hình như con đang khóc ở bên kia, không biết mẹ có dỗ được không ạ? Khóc muộn bay. Thôi được rồi, kệ đi. Tí nữa nếu mà khó quá thì sang, có người cầu cứu thì sang cứu, không thì chắc là không sao đâu. Cái vấn đề về switch thì nó như thế này. Các vấn đề khác khi mà xử lý bàn phím cơ cũng vậy thôi. Cái quan trọng là cái cách mình tư duy từ ban đầu, cái cách mình làm cũng không quan trọng quá về cái việc là phải làm như thế nào đâu. Tại vì khi mà mình đã có cái hướng, mình tư duy là cần cần phải làm cái gì, cần mục tiêu là cái gì ý, rồi mình sẽ có cái hướng mình xử lý thôi. Có thể là cái hướng của mình không giống mọi người, bộ môn này mình cũng không cần phải chơi giống mọi người. Tất nhiên là cái gì nó không nhất thiết phải giống mọi người, nhưng mà cái gì cũng vậy thôi, nó sẽ có một cái tiêu chuẩn chung mọi người thường sẽ hướng đến, hoặc là số đông mọi người sẽ hướng đến cái tiêu chuẩn đó, chúng ta có thể theo hoặc không. Khi mà chúng ta tìm một cái gu riêng của chúng ta thì có thể không theo cũng chả sao. Câu chuyện mà xử lý switch ấy, thì nó như thế này. Anh em sẽ hay được tư vấn là ví dụ như là linear thì loop 205G0, switch bình thường hay loop 205G0 hoặc 205G0 mic 105, loop stem lắc lò xo với 105, rồi loop bottom housing có thể loop cả top, rồi phim, rồi lắp vào dùng, những switch nào mà có preloop có thể là rửa sạn hoặc là gì đó, có thể là break in, burn in trước, vân vân, đúng không? Chúng ta cứ coi như nó một cái lối mòn trong đầu và chúng ta cứ xử lý vậy thôi. Thực ra câu chuyện là xử lý như vậy là cũng dùng được, không phải là không dùng được, xử lý theo công thức đó là cũng dùng được, công thức nó cũng gọi là chung chung, ai cũng làm, ai cũng biết và dùng ổn. Nhưng mà chuyên sâu hơn một chút ý, nó có một câu chuyện như thế này. Giấm, chanh, quất nó đều chua và đều ăn được với phở, nếu bạn không quá khó tính. Nếu hôm trước có một cái bài post về cái việc là phở Hà Nội, một cửa hàng mấy chục năm rồi, không có chanh, không có quất, chỉ có giấm tự làm và tỏi. Thì cái vấn đề ẩm thực ý, nó cũng mang tính cá nhân như vấn đề là chơi bàn phím và làm switch này này, nhưng nó cũng có cái tiêu chuẩn cũng lâu rồi. Thì trong cái bài bài đấy mình nhớ là chủ cửa hàng bảo là ăn phở Hà Nội phải ăn với giấm và tỏi, và cái giấm nó phải là loại giấm riêng vị thanh nó mới nổi bật được cái vị phở, còn nếu mà dùng chanh quất là vị nó mạnh quá, axit rau quả nó át vị, nó làm hỏng cái vị của phở phở bò. Đúng rồi, phở bò, phở gà ăn chanh được nhé. Switch cũng thế thôi, sẽ có những cái tiêu chuẩn chung đấy, nhưng mà chúng ta quan trọng khi mà chúng ta chơi bộ môn này, chúng ta cần phải biết là mình cần cái gì, mình thích cái gì. Mình phải chưa biết là mình thích cái gì thì mình còn nên thử, mình nên thử. Khi mà xử lý switch ấy, đầu tiên là vấn đề là mua về, đúng không? Burn in, break in đi chẳng hạn. Mọi người thì đều nói với nhau rằng câu chuyện break in, burn in là phải break in luôn. Loop và break in không có tác dụng. Có đúng không?
Không phải, lúc vào vẫn có tác dụng nhé. Lúc vào bạn break in, tác dụng của nó sẽ khác đi, sẽ có cái yếu tố lợi, có yếu tố hại riêng, ưu nhược điểm riêng. Nhưng về bản chất, lúc vào rồi break in bình thường, không sao cả. Bạn tưởng tượng như một cái bộ máy, một cái máy nó hoạt động ấy. Nếu mà nó không được bôi dầu bôi mỡ thì những cái chi tiết mà trong hoạt động mà nó thừa ra có thể là nó không đúng, nó không chuẩn, có thể nó mòn nhanh hơn. Đúng, câu chuyện đấy là đúng. Mỡ nó làm bôi dầu bôi mỡ và nó làm giảm cái tốc độ bào mòn đi. Nhưng ngược lại, mòn nhanh chắc là tốt không? Khi mà bôi dầu bôi mỡ thì nó, khi mà burn-in switch mà đã lúc rồi thì nó an toàn hơn là khi burn-in switch chưa lúc rất là nhiều. Nếu mà như con Hyperglide Black chẳng hạn là switch mới hoàn toàn, các bạn không cần, bây giờ nó còn có pre-loop nữa cơ, thì các bạn không cần phải loop hay không cần gì, bạn burn-in luôn, ok. Nhưng những con như kiểu Vintage Black hay là những con như kiểu là kể cả Retool Black, không có những con là nó không được mới rồi, cái cấu trúc nó không được như con switch mới sản xuất ban đầu rồi, nó cũng mòn chỗ này thẹo chỗ kia rồi. Bạn burn in mà setup không đúng hoặc là gì gì đấy thì những cái chỗ lỗi nó bị mòn, bào mòn, nó mài mòn nhưng không đúng ý của mình, nó càng ngày nó càng tệ đi cơ. Nó là cái mặt trái của cái việc không lúc mà burn á. Còn lúc vào rồi thì mà burn tốc độ chậm chậm một chút thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Nó mòn từ từ, và cái chỗ nào nó bị rít, nó bị không đúng so với cấu trúc đấy thì cái mỡ lúc nó bôi trơn rồi nó sẽ không bị va chạm cọ sát quá mạnh để gây xây sát gây hỏng con switch. Đó là cái lợi khi mà các bạn lúc rồi các bạn mới burn. Ok, cái phần burn in này thì nó đặc thù, thường là chỉ cherry thôi, hoặc cream, hoặc là ngày xưa thì có con nào bad eye nó sạn thì các bạn burn một chút, kiểu da cu thôi thì nó cũng không, với cả ít bạn có máy burn nên là cái này các bạn không cần quá để ý. Nhưng các bạn làm dịch vụ burn hoặc là làm dịch vụ lúc switch thì nếu chưa biết cái này có thể để ý, nên là mình chia sẻ thôi. Vấn đề thứ hai là rửa. Ai cũng rửa máy siêu âm đúng không? Rửa máy siêu âm đấy, nhưng mà khi các bạn làm, các bạn rửa máy nào, các bạn rửa bao nhiêu switch một lúc, các bạn rửa với cái gì, nó khác nhau nhé. Với cả một cái switch mà chỉ có free loop thôi thì rửa dung dịch nhẹ nhàng thôi được, cho đỡ free loop đi. Có thể là rửa xong nếu mà còn ít mình có thể lau, lau thêm. Bản chất là để cho nó, một là đỡ leak free loop xuống dưới cái lỗ đáy stem, thứ hai là cái mỡ loop, cái độ đặc, cái độ đồng đều cái mỡ loop khi mình bơm vào nó không bị pha loãng. Khi mình loop quệt vào stem, quệt vào housing, nó sẽ không bị pha loãng bởi cái reloop, nó thay đổi con này con kia, nó không đồng đều. Ai nghĩ vậy, nhưng mà reloop mỗi hãng dùng một kiểu mà, các bạn cũng phải xem là cái reloop hãng này là mỡ hay là hay là dầu, hay là độ đặc nó như thế nào, nó nhiều hay nó ít đúng không? Cái này cần kinh nghiệm, thì nhìn xong rồi cần kinh nghiệm tí để chọn thế mà rửa bằng cái gì, rửa với cái gì, rửa như thế nào. Này thì khó quá tại vì nó dài, mình chia sẻ để anh em để ý thôi, còn anh em thử nghiệm thêm. Rồi đến cái bước lúc đúng không, trước đến giờ ấy thì anh em chơi hay chia sẻ là thứ nhất là switch linear thì lúc 205 G0 hoặc 205 mic 105, một số anh em thì có thể là lúc bằng dầu 105 107, thì đặc thù có một số anh em có thể mix giúp lúc bằng 103 hoặc là lúc bằng một số loại mỡ khác đặc hơn như là GHV4 đều được hết. Mỗi loại dầu, mỗi loại mỡ nó lại đi cùng với cả cái gu của người chơi thích như thế nào. Thích switch là nó êm ái hay là thích switch mà ấn nó thoáng tay, ấn êm ái thì nó sẽ hơi chì chẳng hạn, nó càng mỡ càng đặc thì nó sẽ trong quá trình lên xuống nó sẽ có sự cản trở nhất định của cái slider con switch, nó sẽ hơi chì hơn nhưng mà nó êm ái hơn. Nó nếu mà con nào sạn nó đỡ sạn hơn là lúc mỡ lỏng, mỡ không đặc, rồi đánh đổi lại thì nó sẽ không thoáng tay bằng, ấn nó sẽ không nhẹ nhàng,
mà nó sẽ cảm giác chì chì đó. Thì tùy chúng ta lựa chọn đánh đổi thôi. Nhưng mà về phần gu, về phần đánh đổi thì mình chưa nói, nhưng mà cái về phần switch ấy, chọn mỡ phải chọn theo switch ấy. Nhiều khi không phải cứ linear là loop 205, lúc nào loop 205, lúc nào loop 205 mic, lúc nào loop dầu, hoặc là lúc nào mà dùng song song hai loại, để loop stem một loại, loop bot housing một loại chẳng hạn. Để ý những cái con switch nào mà nó sạn, độ mượt của nó thấp nhé, thì để đánh đổi cái sự nó mượt hơn và cái sự êm ái hơn khi ấn, chúng ta có thể dùng mỡ đặc hơn như GHV4 chẳng hạn. Anh em, một số anh em thích lúc switch Cherry Black bằng GHV4 chẳng hạn. Mình thì mình không thích, tại vì nó đặc quá, nó ngoài ảnh hưởng đến cái việc là feeling cảm giác bấm thì nó còn ảnh hưởng đến âm thanh nữa, là nó làm cho switch nó tịt đi khá là nhiều, mình không thích. Thì chúng ta có thể lúc bằng 1205 rồi không thôi, không pha gì cả, và những con switch mượt hơn, ví dụ như switch bây giờ nhiều con rất là mượt, không cần thiết phải lúc đến 205 nguyên, mà chúng ta có thể là dùng loại 205 mic 105 chẳng hạn, tỷ lệ thì tùy. Có những bạn có những bên thì bán lúc đã mic sẵn rồi, cảm thấy ok mình thử ok thì mình có thể mua dùng thử, thì là cũng đã đủ mượt rồi, switch bản thân stop của nó đã đủ mượt rồi, lúc vào để nó hoạt động trơn tru êm ái hơn thôi, không cần thiết phải quá đặc. Đó là vấn đề anh em để ý, không phải switch nào chúng ta cũng lúc giống nhau, chọn loại mỡ giống nhau, và có những switch không phải switch nào chúng ta cũng lúc vào những chỗ giống nhau, cũng lúc theo công thức giống nhau đâu, không phải cứ lúc cả stem cả bot cả top là ngon đâu. Có những con switch chúng ta chỉ cần lúc stem với bot thôi, top gần như là mình cũng ít khi lúc top housing lắm, tại vì stem nó mà sát top housing nó cũng có mỡ ở đấy rồi, mình lúc rồi mà. Bot thì lúc hai cái rail hai bên. Có một con switch nó bị khít quá, thậm chí không lúc bot luôn, tại vì lúc vào thì nó bản chất là cho thêm một lớp vật chất vào giữa, khi mà cái build cái thiết kế của nó hai cái lớp hai cái bộ phận ấy nó đã gần khít với nhau, cho vào thêm nó bị chỉ, nó bị hơi nặng hơn. Đấy, không giống như những con như kiểu con Bilberry chẳng hạn, nó làm rất nó, vật liệu nó mềm ý, cũng phải là nó không làm khít đâu, mà lúc vào cảm giác tốt ấn xuống nó sẽ hơi bị chỉ chỉ hơn con switch bình thường. Hay là những con switch mà siêu khít chẳng hạn, thì mình sẽ không, có một số con mình sẽ không lúc bot luôn. Hoặc là vấn đề nữa là thắt thai với cả linear. Công thức chung lúc thắt thai anh em hay dùng là 3203, và lúc tránh cái khớp ra đó để đỡ mất khớp đúng không, thì nó không sai nhưng cũng không phải lúc nào nó cũng đúng. Anh em mà để ý thì có một số con switch thắt thai mà khớp cục ấy, là lúc khớp hay không nó không có ảnh hưởng đâu. Ví dụ như là con Boba U4T, nếu anh em để ý mở ra con đấy để loop ấy, stop mở ra chỗ cái contact giữa cái khớp, giữa cái stem và cái lá đồng ấy, nhà sản xuất nó loop đẫm mỡ ở đấy luôn rồi, mình có không loop, mình có loop nữa cũng không có tác dụng ấy, tức là cái chỗ đấy là đã được loop rồi, khớp cục nó vẫn cứ cục thôi, không phải là cứ loop ở đấy là sẽ mất khớp đâu. Một số con như kiểu Charlie Brown, Light tắc thai thì mới nên tránh. Còn những con tắc thai mà vừa vừa ở giữa, không quá cục nhưng cũng không phải lai, thì các bạn có thể là thử xem là lúc vào mình thích hơn hay không lúc mình thích hơn. Đôi khi là lúc vào đấy mình thích hơn thì sao, tại vì cái khớp không lúc được cái là khớp nó còn nguyên, nhưng mà nó sẽ có cái, một số con nó sẽ có cái sạn ở cái khớp đấy, cũng không phải ai cũng thích cái sạn đấy, lúc vào khớp nó ít sạn hơn hoặc là nó không sạn nữa, nó cái khớp nó bớt cục đi một tí thôi, vẫn còn khớp bình thường chả sao. Hay là tắc tai không nhất thiết phải lúc 3203, nhưng lúc nãy mình nói con nào mà bạn thấy nó sạn quá thì bạn lúc mỡ đặc, con nào bạn thấy nó mượt rồi thì bạn lúc mỡ loãng thôi cũng được, không nhất thiết 3203. 3203 chỉ là một cái công thức mà nhiều người dùng và thấy ok rồi chia sẻ lại thôi, không sai nhưng mà chưa chắc là đã hợp nhất với mình.
có thể mình thử hơi khác, có cái mình thích hơn thì sao, đúng không? Tiếp tục đến phần lò xo thì cũng có nhiều anh em chia sẻ về việc xử lý lò xo rồi. Thì cái câu chuyện xử lý lò xo bây giờ ấy thì mình thấy nó như thế này. Lò xo stock bây giờ có khá nhiều loại mua mà để thay ấy, chất lượng stock nó đã rất tốt rồi. Để không, nó không pinh, nó đồng đều về lực. Lúc lò xo vào thì chủ yếu ngày xưa là lò xo stock hay bị pinh lò xo lúc vào để cho nó hết pin, đỡ tạp âm đi. Thì lò xo mà không pinh ấy, chắc chắn để mà yên tâm thì các bạn vẫn nên lúc. Nhưng cái việc mà bác lúc với người mà không có nhiều thời gian, với cả cái việc mà lúc từng cái lò xo một như kiểu là donut dip hay là BBQ lúc, thì mình thấy là về phần hiệu quả nếu người làm đúng thì nó cũng không chênh lệch nhau đâu. Tại vì bản chất mình lúc bằng dầu mà trong quá trình đấy hoặc lò xo hoạt động, dầu nó chỉ bám lò xo một lớp mỏng thôi và dần dần nó cũng trôi đi. Và lò xo chất lượng tốt rồi thì lúc nó có hơi không đều một chút thì nó cũng không pinh này. Mình thấy là không vấn đề quá lớn. Cái vấn đề duy nhất mà lúc lò xo các bạn cần để ý khi mà đấy là các bạn đừng overlock lò xo. Lò xo lúc là ít dầu thôi, ít dầu thôi, lò xo không đừng overlock. Overlock nó cái dầu nó đóng, nó giữ trên lò xo thành giọt, xong nó chảy theo cái stempel xuống cái lỗ ở dưới, nó gây cho hỏng cái âm thanh của cái switch thì nó không tốt, hỏng cả cảm giác bấm nữa. Thì đấy, chú ý lò xo đừng overlock. Còn lúc có không đều một chút và với lò xo stock chất lượng tốt thì cũng không quá ảnh hưởng đâu. Thì mình thì kinh nghiệm mình thấy như vậy. Còn donut dip cũng ok, BBQ lúc cũng ok, back lúc mình thấy vẫn ok, cũng không ảnh hưởng. Nhìn ai nhìn khó lúc back lúc ra, ai nhìn kiểu tính OCD hoặc làm cho mình tự chơi quá mà có thời gian xử lý thì nhìn mà kiểu mỡ nó dầu nó bám không đều thì có thể là BBQ lúc hoặc donut dip. Còn không biết lúc không sao đâu, với những người anh em bận rộn không có thời gian mình tự xử lý đã là quý rồi đó. Thì anh em chú ý cái phần đấy, xử lý lò xo đừng overlook đấy, chọn lò xo sửa tốc tốt một chút là ok. Phần nào nữa nhỉ? Phim, khi mà phim ấy thì thực ra bây giờ mình chỉ phân biệt phim trên thị trường có hai loại thôi. Một là phim cứng, chất liệu kiểu tế cái phim PC cứng. Thứ hai là phim mềm, như kiểu Kelowna, Payson, rồi Desky, rồi gì gì vân vân. Và độ dày của phim thôi. Phim cứng dày bao nhiêu là phù hợp với con số nào, nó rơi ít hay rơi nhiều. Phim mềm thì sao? Còn phim mềm chất liệu gì thật sự mà nói mình không quá quan tâm đâu. Bản chất phim gắn vào để con switch nó đang housing nó đang không được chắc chắn lắm, nó bị lung lay chỗ này chỗ kia, nó bị dơ ra thì mình lắp vào cho nó khít thôi. Chứ còn chất liệu thì mình thấy lắp vào để một con switch phim EVA, một con switch phim boron, con switch Desky chất liệu material gì đấy không công bố, hay là một con switch phim HTV mình mà xử lý tốt mà phim độ dày phù hợp, mình thấy âm thanh và dạo gần như nhau hết à. Anh em chơi thì cũng không cần quá quan tâm là phải phim Desky hay là phim chất liệu boron, hay là nếu mà ví dụ như là phim boron nó cứ phải đen xì đúng không. Bây giờ anh em thấy con số hoặc là màu đục, anh em thấy con số xuyên led này kia, với phim chất liệu HTV màu nó kiểu milky, màu nó kiểu xuyên được led để lắp vào nó không bị lộ cái đen đen ra, nó đẹp hơn. Dùng đi. Khách mình mà ấy mình cũng tư vấn như vậy, dùng phù hợp thẩm mỹ mình thôi và phù hợp với cả độ dơ con switch thôi, còn chất liệu không quá quan trọng đâu. Mình thì hay dùng boron thôi, mềm. Những cái chất liệu mà dùng để đệm, để dùng mà để chêm vào, để kê vào đồng lòng răng thế thì mình ưu tiên chất liệu mềm, mình không không ưu tiên chất liệu liệu cứng như phim TX đâu.
TX mình thấy nhiều anh em thích dùng. Một phần là TX là một cái hãng là nó lâu đời, ngày xưa đã sản xuất đồ đạc phím rồi phụ kiện từ rất lâu rồi. Chất lượng phụ kiện của họ cũng tốt. Thứ hai là họ cũng là những người tiên phong để làm cái suối phim này, là nhiều anh em quen dùng, thích dùng. Thứ hai nữa là phim cứng nó dễ lắp, với những anh em không không quen thao tác, phim cứng nó dễ lắp hơn, nó không bị biến dạng, nó không bị chạm vào ngàm switch nó cong vẹo này kia. Nên nhiều anh em thích dùng phim cứng, như mình thì mình không thích dùng phim cứng, tại vì như mình nói đấy, dùng để đệm, dùng để chêm vào, dùng để làm gasket, dùng để làm gioăng thì ưu tiên chất liệu mềm, có thể co giãn được hơn thì nó sẽ phù hợp. Chứ kể cả cùng một loại switch có phải con nào nó cũng có độ hở giống nhau để mà lắp cùng loại phim đâu. Lắp phim cứng quá thì nó sẽ bị dơ, một là nó bị thiếu độ dày thì con switch nó không được chắc chắn. Còn nếu mà độ dày nó thừa thì con switch nó bị kênh lên, nó không đóng được hết vào, nó lại bị housing, nó bị biến dạng một chút, mình không thích. Mà dùng phim cứng vẫn không phải vấn đề lớn lắm đâu nhé, nó dùng vẫn ổn, anh em nào tùy sở thích dùng. Lắp phim thì cố gắng, cái bước này là cái bước mà nhiều anh em làm cho có hoặc làm cho xong hoặc làm ẩu. Không phải là mình muốn làm ẩu, à không phải là các anh em muốn làm ẩu, mà là vì cái việc lắp phim nó cũng không dễ, cần sự khéo léo và sự quen tay, cái sự thao tác có kỹ năng nhất định. Nên cái việc lắp phim nhiều anh em là lắp khó quá thôi, lắp bừa vào, lắp ok đóng phim vào nó không bị kẹt switch, switch đóng lại là được, còn phim hơi cong veo một tí, hơi thò ra thụt vào một tí kệ, cái đấy là một cái cũng không tốt đâu. Tại vì cái phim mình đóng vào để con switch hít hơn này, để con switch nó lắp vào hai phần nó khớp một cách hoàn chỉnh, để nó hoạt động một cách hoàn chỉnh thì nó khớp, nó cũng phải răng kê, nó phải đều, chứ đừng để chỗ này dày chỗ kia thẹo rồi nó lệch lạc ra thì con switch hoạt động nó không tốt so với cái mục đích của mình muốn khi mà mình dùng phim mình lắp vào nữa. Đó là cái lý do vì sao mà anh em để ý những cái nơi mà cung cấp cái dịch vụ mà modding, cái dịch vụ Accent mà xử lý phím, họ làm chất lượng tốt một chút, chuyên nghiệp một chút, thì khi khách mua phim gửi cho họ để mod switch thì họ thu phí lắp phim. Lò xo thì sẽ không thu phí lắp, không thu phí lúp, tại vì đằng nào cũng phải tháo ra lúp rồi lắp lò xo, hoặc là donut deep, hoặc là BBQ lúp, đằng nào cũng phải lúp lò xo, không lúp stock, lúp lò xo mới không khác gì cả. Nhưng lắp phim nó khác biệt đấy, lắp phim giữa người chuyên nghiệp, giữa người có kỹ năng và người không quen lắp nó khác biệt rất nhiều. Thứ nhất về mặt thời gian thao tác lâu và nhanh, thứ hai là về chất lượng khi mà lắp đầu thừa đuôi thẹo rồi thò ra thụt vào chỗ này chỗ kia rồi bị biến dạng gập chỗ này chỗ kia, nó ảnh hưởng đến con switch. Nên là các bên mà làm dịch vụ mà chuẩn chỉnh thì khi lắp phim họ đều thu phí cả, anh em cũng hiểu cho, cái công việc nó cũng vất vả, nó cũng không sung sướng gì đâu, anh em cứ làm thử thì biết. Mình chia sẻ vậy thôi, chắc là cũng dài, khá là dài rồi đấy. Anh em nào mà kiên nhẫn xem đến bây giờ thì xin phép quảng cáo một chút. Shop thì mới hoạt động, cũng đang cố gắng để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho mọi người, và đang cố gắng để duy trì tồn tại được. Thì thôi, anh em mà đã sử dụng hoặc là chưa sử dụng mà có xem kênh của mình, có yêu quý mình thì khi có dịp qua ủng hộ shop mình chút. Cái gì nhỏ nhỏ cũng được, không nhất thiết là phải cái gì to to đâu. Qua ủng hộ, qua chơi cũng được. Mình thì sắp tới chắc là sẽ vẫn làm staff thôi, vẫn làm switch. VB thì sẽ ít thời gian làm hơn, bận và nó làm mất thời gian quá, thỉnh thoảng làm ít thôi. Anh em nào mà cần thì có thể đặt trước, còn có HP mod sẵn thì sẽ có, đợt tới sẽ có đấy. Thì giá loanh quanh cũng sẽ rẻ hơn là anh em mua và gửi số mod từ đầu đến cuối một chút, có là full combo sẽ có giá rẻ hơn một chút. Anh em ủng hộ nhé, bye bye.